giới của một vị tỳ kheo ni hay không ờ, nói thì sư sợ quý vị buồn đó là gì cái người hỏi câu này đó quý vị có thật sự đọc hết giới tỳ kheo ni hay chưa suy nghĩ khả năng lớn là quý vị chưa có đọc bởi vì nếu như quý vị mà đọc ừ, giới đó thì quý vị sẽ không hỏi những cái câu này. À, nó có tạng luật mà ngài chính thân đã phân tích rồi. Quý vị muốn muốn giữ giới, muốn giữ những cái giới mẫu vị vừa mới hỏi sư đó. thì quý vị đọc hết dùm sư ha. Phân tích giới Tỳ kheo à, tập 1, tập 2, phân tích giới Tỳ kheo ni. Bởi vì đó à, Tỳ kheo ni là thừa hưởng cả những cái giới của Tỳ kheo luôn thành ra là ở những cái giới tỳ kheo ni thì không có lặp lại nữa rồi đại phẩm tiểu phẩm làm ơn đọc cho hết thì sau khi quý vị đọc hết thì quý vị sẽ không hỏi cái này bởi vì đó muốn giữ cho nó chọn giữ cho nó hết đó, thì phải là một vị tỳ kheo ni còn không phải là một vị tỳ kheo ni thì giữ không được bởi vì có những giới nó thuộc về cái đặc thù thuộc về đặc thù của một vị tỳ kheo xưa à, lấy ví dụ như y phục thấy giờ quý vị không phải là tỳ kheo uh, ni thì đâu có mặc được y phục của tỳ kheo ni mà nếu như vậy thì làm sao quý vị giữ được cái giới này rồi thứ hai cái vấn đề nữa là trộm tăng tướng tức là không phải tỳ kheo mà mình mạo nhận là tỳ kheo mà nếu nếu như quý vị đắp đắp cái y mà tỳ kheo ni là quý vị dính vô cái tội này tức là phải là một vị tỳ kheo ni thì mới giữ được giới của tỳ kheo ni nhớ nha phải phải là một vị tỳ kheo ni thì mới giữ được giới của một vị tỳ kheo ni thì tự nhiên là nó thành một cái nó gọi là nó cái ngang tức là mình không phải tiền kheo ni thì mình giữ không được bởi vì có những cái giới mà nó dành riêng cho tiền kheo ni và bắt buộc phải là một vị tiền kheo ni mình không phải tiền kheo ni rồi làm sao mình giữ ha rồi có những cái vấn đề nữa là cư sĩ mà muốn giữ cái giới của tiền kheo ni thì nó lại có một vài vấn đề mà suy nghĩ là người nữ họ làm không nổi cư sĩ đó nữ cư sĩ tức là người phật tử tại gia cách nói bây giờ họ làm không nổi đó là gì những cái cách giữ vệ sinh của một vị tỳ kheo sư nói cái một cái chuyện mà hôm bữa là có có người họ gõ cửa họ hỏi sư nói sao mà sư nói cái gì đó kỳ sư hé một cái chuyện nhỏ thôi nha nếu mà giữ giới sư nói cái người không giữ giới sẽ không tính sư chỉ nói cái người giữ giới thôi tỳ kheo lẫn tỳ kheo ni là tăng lẫn ni đều phải giữ một giới như thế này nửa tháng mới được tắm một lần nếu mà giữ giới nha còn người gì không giữ giới sẽ không đề cập tới phụ nữ quý vị làm được không nữ cư sĩ tại gia quý vị làm được không tôi không tin quý vị làm được lên làm tiền kheo ni thì họa chăng họa chăng làm được còn là cư sĩ thì sẽ không tin rồi có những cái giới liên quan tới vấn đề vệ sinh của phụ nữ nữa Đấy, không lẽ bây giờ mà ông sư mà gì bắt sư phải nói thẳng ra nói như vậy nếu gì thấy muốn hỏi thì à, thôi thì sư đề nghị ha đọc tìm hiểu giới luật của tỳ-kheo ni xong rồi hẳn quay lại tự mình trả lời câu hỏi này